Xin chào bạn đã quay trở lại với mình là Hà này. Hôm nay mình sẽ chơi là chú chịt bus. Hôm bữa là mình tập 1, đến đây tập 2. Mình mới chơi chắc hay gít ha. Ở tập 1 là chơi chắc rồi. Hôm nay chơi gít đi. Chơi gít đi. Tập 3 mình sẽ chơi chắc. Tập 4 mình sẽ chơi gít. Gít lần nữa. Gít gít gít. Mình tì quẩn nhiều chút. Game xếp. Game xếp. Mày bị điên à? Có tài hiếu. Mình không biết chat chừng nào mới xuất hiện mới có ta. Xe của mình. Từ từ mình hấp đây. Super hot slap. Không tác dụng. Đã tác dụng mất dịch. Tao sẽ đi ăn chỗ. Có tiếng gì rồi? Đi chút nha. Thôi mát luôn đi. Mát nữa. Bíp bíp. Thằng gít này nó đổi nó giống thằng gắt nên chắc gì. Ê bậy bạn ơi. Ui luôn. Tao bán xe mày. Ui quá. Tổ mày luôn kìa. Xích bài. Á thằng áo cáo này. Thằng xe hút dạ xin. Tao là sửa bán mày. OMG, this bad boy can fit so much spaghetti in it. Được có 40. Bữa là tập 1 lên 811. Cái này 40 vậy trời. Cái chủ tiệm này mất dạy nha. Tao có bàn tay Santama. Tao đấm mày cái mày xỉu liền. Let's go. Mình sẽ đi kiếm tiền. No. Ủa sợ mấy xem bị bệnh gì bị gì. Nó hư rồi. Nó chạy xe cũng có đâu. Mình đi vô tập trả anh tí. Ui dạ. Nghe anh tập trả đâu rồi. Sáu muối đâu hết trơn rồi. Sáu muối. Cơ thể sáu muối. Anh đập thể dục mạnh vậy. Mạnh thế. Mạnh nè. Anh đập tán vô mày cái xỉu. Mày bị điên à? Chạy xe đạp á. Chạy xe đạp á. Em chạy á. Em chạy á. Em chạy á. Tệ luôn. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ui tập á. Tập á. Em tập á. Tập chứ. What the hell? Ủa? Vậy mình đang đánh bên kia mình. Ô. Xin chết mày. Hai sao rồi đó. Ô, tới chỗ. Tới chỗ. Tập thể dục mày. Ô, chạy bộ, chạy bộ. Chạy. Cố lên. Đi mẹ nó cay tới nhờ. À. Mượn tiền tí. Mượn tiền. Mượn anh tao trả. Mày còn sống rồi. Cái xỉu quá nè. Hết tiền kiếm à. Đành phải đi kiếm tiền khác. Let's go. Xe hư rồi. Lấy xe nào trời. Xe buýt rồi. Wow. Hello bạn, hello xe buýt nha, hello. Wow.
Đi cung mẹ mày. Xin tìm tích. Mày ngu. God damn it. Con cặp mày á. Ui. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Nhắm mắt nè. Nhắm mắt nè. Nhắm mắt nè. Đánh như tích. Cái lòng mắt. Đánh chữ chim. Đánh đó. Mày bị điên à? Đánh vô. Ô ông già ơi, ông già ơi, phát quà cho con hả? Giờ con nhớ, chờ con nhớ, phát quà cho con nhớ. Có tài nhớ. Á xỉu. Kỳ thế, ông già nói kỳ tôi kỳ quá. Cậu 1000 lên. Sẽ có... Thì đâu? What? Ok, mình sẽ đi xin máy bay chiến đấu. Mình sẽ lấy máy bay chiến đấu. Ui. Mình chưa. Ô, thằng đó sập mồm nó còn. Mình đã đánh nó vẫn còn sống. Ok, mấy thằng kia. Mày chết đi con rồi. Mày không thoát được con trai à? Tôi bị không tình yêu. Tôi không tình yêu. Chạy kìa. À cái thằng bữa này đẩy mình của mình. Đúng. Đúng. Đúng 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 đúng. Đi. Phát tiền cho mấy anh nè. Ủa? Anh ơi. What the hell? Gì vậy? Cái kiểu kiểu gì? Mượn tiền. Xí lộn tiền. Không biết gì hết. Không biết gì hết. Dẹp. Phát tiền. Xây dở quá. Cho 1000 thôi. Ui xí xịn xịn chút. 2000. Ôi. Xe này dở quá. 1000. Hốc 0000. Ui, xin đồng tiền. Xe này cũng xin, 3000. Xin đồng tiền tiếp. Xe nào xin nhiều tiền á, lần xe đó. Xe 1000. Xe này 10000. Ủa, ai? Anh 100000. Ủa gì vậy? Ủa mình cầm cái thằng kia mà nó mình nâng cái xe nó luôn rồi. Ảm ơn Canada. Mình lấy xe. Thằng này. Á à, thằng trực thăng đi mẹ. Uê. Ok có đá. Có bức tường nó chặn lại. Mày không thoát được con trai. Let's go. Here we go. Then, then. Spider-Man. No. Don't hide. Good man. Good man. Còn nhéo. Nó bay nữa bị cái gì vậy? What? Bye, Lee now. Tập một là nó vai nó bị cháy. Cái này không bị cháy. Ờ, có coi. Ờ, đây đó. Spider-Man. Lên Spider-Man. What the hell? Chill.
gì vậy? Ủa, ở đây có một con trâu. Ê, đâm vô cái xịt mình vậy. Spider-Man. Ok, ok, thế à. Yeah, I'm flying, yeah. Quay. Mà trăng tròn luôn. What? Tìm mấy bài tiếp. What? Cái cây đâu ra mà trên núi trời. Cái cây mà đứng ảo vậy. Bài tiếp. Ê, đứng vô đừng đỏ nha. Đừng đỏ tấm con cái tay đá cho buồn. Thì bị câu vì còn u thì là khoảng 2 giây. Đã xuống. Xỉu à, tao lại luôn. Tao đó có nhiều tầng đáp dở như cứ vậy kìa. Ui gì vậy? Ủa đúng rồi, cái này cái gì vậy? Cái đĩa bay khổng lồ gì vậy? Không. Đúng thiệt. Á nguyên đĩa bay bự cho bá luôn. Của người ngoài kinh khủng đồ hả? Yeah.
Cảm ơn gì gì nha. Thôi tao mệt quá, xe này xe dở ẹt. What the hell, xe nó tự chạy rồi. Ủa, đâu ra cảnh sát vậy? Ủa, anh đi rồi. Ủa, anh đi đâu vậy? Bên đây nè. Ok, kìa tới. Đồ ngu. Lấy xe lại lên chạy chút. Yes, I did it. Quá chạy nhanh à. Ba đầu gà cũng có trực thắng chứ gì trời. Vậy nữa rồi. Ui, quá nguyên xe bên khủng luôn. Chắc cỡ này bán nhiều tiền lắm này. Anh cảnh sát ghê bị dính rồi. Bắt không được mình. Đồ ngu. Đồ hại. Quýt mẹ. Trời ơi, úi dồi ôi. Dừng lại, dừng lại. Đói, kìa chưa. Sức mạnh của xe Ben khủng luôn. Đi đi. Này, chẳng đường chặn đường tao của mày. Mày không được đâu, không được đâu. À, thằng hot đó. Này thì láo tao mày. Tụi bay dám ngủ được tao. Lỗ mèo á, lỗ mèo. Lỗ mèo nè. Đi bạn vô bán xe coi. Ồ, đụng cái này nữa, má tao lại luôn. Còn nhiều nha. What the? What the hell? OMG, this bad boy can fit so much spaghetti in it. Ủa, ít tiền thế. Gì nữa anh? Mày láo hả? Mày láo hả? Xe bự cho bá thì mới bán 187. Tổng phát. Nữa gì á? Bú hả? Ôi. Mượn tiền, xí lượm tiền đi chạy trốn. Tao tao không bao giờ tao mua, tao trả tao tao không bao giờ bán xe mua xe nào, tao chỉ bán xe xin xin thôi. Bye bye mấy anh cảnh sát, từ cho mấy anh cảnh sát. Cho mấy anh cảnh sát bằng trái mìm. Rồi. Đây nè, tới đây nè mấy anh ơi. Để thế à. Thôi dẹp. Đi bằng cách cho nó nhanh. Bye. Ủa, không quay lại chỗ này. Anh ơi, muốn đi, nhảy đi, tăng 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 t
định bán cho em á. Đi xí lượm tiền. Ui xem mất tứ. Cảnh sát đứng mình. Dục. Mình mượn xe nhỏ đi thám hiểm. Let's go. Lạnh cổ. Đây 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 thấy rồi. Quời quá. Đây là đâu? Tôi là ai? Ủa cái này là cái gì? Nguồn tin hả? Ui sợ quá sợ. Nó nơi là của nguồn tin này mọi người. Quay đâu đi. Thôi mình kết thúc video tại đây thôi. Nếu mọi người thấy hay bấm like. Dạ. Bấm like, đăng ký và bấm chuông. Nếu mọi người không bấm chuông, bấm đăng ký gì đó, mình sẽ lấy cái súng này bắn à. Sẽ tới nhà mọi người và chọn tùy mọi người luôn. Như vậy. Nếu mọi người lấy tiền bằng cách trong đó thì mình làm theo mình. Đó. Đói. Easy. Mở tiền. Ông già nói mày trả tiền cho tao như vậy đó. Ok, bye bye.